bên thầy mà sắp tại nữa nha. Cái thứ hai nữa là em không thích ông để bôi bác những cái gì mà chân lý gì phân thuận nha. Ông hello Em đó, một cái mà một cái thứ ba chuyện của ông làm coi thử ông có đúng cái gì cái lương tâm đạo lý của ông không nha. Còn cái thứ tư ổng muốn yên thân yên phận, ổng im cái miệng của ổng lại được gì thì ổng cứ im, còn ổng mà chống lại cái gì họ họ lời thì là lần này là có công chuyện tới với ổng liền ha. Em ở Đồng Tháp nè chứ em đâu ở đâu đâu mà em sợ. Chuyện kỳ cục kỳ đợi trận mình đó, người ta đã không có không bắt gì tới mình rồi mà người ta cũng không có làm gì mình rồi mà những cái gì mình biết mình được cái chân tu của mình được tới đâu cũng đảo chuyện địa ngục hết trơn à, chứ không có được lên được thành Phật thành gì đâu mà làm vậy, làm cho cộng đồng ta còn ghét thêm nữa, rồi làm cho những mấy anh em ta còn cực khổ để đi kiếm tìm để những cái này cái kia nữa, làm gì chi vậy? Dạ coi như là anh bút sốt phải không, mà mình đạo ở Đồng Hả? Tháp bây giờ là muốn tìm tới gặp trực tiếp ông luôn á. Trực tiếp em sẽ có một ngày lên gặp ông trực tiếp ông luôn, anh chỉ cho em cái địa chỉ với cái xã nó cho em thôi chứ không cần cái gì hết, em sẽ lên gặp ông em nói chuyện với ông. Bây giờ là hôm qua mấy anh em là có điện nói chuyện trực tiếp với ổng nhưng mà ổng cứ nói là ổng chối thẳng thẳng là ổng nói là ổng không có xúc phạm tới thầy Minh Tại với thầy Minh Đạo ở Vũng Tàu. Chào bạn ơi, ổng ra gì lúc đầu á gì chưa có tới cái cộng đồng mạng á gì ông nào cũng ông nói cũng cái ông nào cũng nói hay hết trơn anh ơi nha. À, khi mà cộng đồng mạng mình đề dập ra những này cái kia rồi là ông phát bác lên là ông đổi chối liền à, đó chuyện bao nhiêu thôi là chân tu cũng nằm ở đâu đó chỉ bao nhiêu thôi, người ta nói là tự thật, người ta nói cũng nhờ của ông Pháp Tại mà đã đổi sáng ở trần nguyên cả thế giới chứ đâu phải ở đây đâu, bao nhiêu thôi. Nhưng mà anh bước xuất ra đây là chắc em biết là anh mới xuất về cái vấn đề này, hiện tại là mấy chỗ này là Phật tử điện cho mấy tụi em rất là nhiều. Dạ. Cái ông mấy ông sư với ni cô rồi nè là ni Diệu Hay với ông Minh Đạo thì là mặc áo nhà Phật nhưng mà không biết sao mà cứ lên là nói xấu đồng đạo á. Dạ đúng rồi đó, mà hỏi ông là ông có giúp được ai chưa, hỏi ông thử ông có giúp được cả nhà chưa, hỏi ông có giúp được đất nước chưa, hỏi ông giúp được cái gì đó. Trời ơi, ông có tiền ông đem gì ông nuôi vợ nuôi con ông xong rồi, cái thứ hai ông làm những cái chuyện gì ở ngoài sau lưng, ông mua giờ giặt chắc ha, mua những cái này cái kia rồi ha này nọ trong sửa nhà cửa ha này nọ, có giúp được cái xã hội được gì không đó. À, mình đi một hai ba chục mét ba bốn chục mét xong là mình nói mình đi đôi ba năm bốn năm năm 10 năm rồi sao giờ tôi không bị, tại phải ông đi mới vừa về xong ông về ông ngâm muối ông làm này kia rồi sao bị được, thì từ từ cái giò nó chai lại gì ông đi bình thường chứ có gì đâu. Em đó bây giờ hồi nãy em nghe anh nói đó là anh rất là bức xúc về cái ông Minh Đạo ở Đồng Tháp là cũng muốn tìm tới gặp trực tiếp ổng. Cái thời đó giờ là anh có biết rõ về cái ông này không hay là mới biết đây thôi? Nói chung ra là cái đó em không có tiết lộ thông tin được, anh biết không? Cái đó là cái chuyện riêng của em, để em nói chuyện. Đó, đó. Còn riêng riêng ổng, ha riêng này kia, anh thấy không? Cái người ta mà đem bạc tỷ, bạc vàng mà ở trong chùa như ông thầy Minh Đạo ở Vũng Tàu đó. Đó, đó, cái đó mày là thật sự việc cái chân tu ta nhìn ra rõ đó. Cái đó mới nhìn ra rõ đó anh. À, cái đó người ta mới nhìn tỏa sáng ra được, còn mấy ông này là cái dạng là quỷ ma không mình phải đặt đi tu đi hành gì, trời tu biết khỏi, ông tu bằng gì, tu bằng cái lương tâm á, còn ông tu mà biết gì không, ông tu bằng cái ác quỷ á. Trời ơi, mấy con ngự đó hả, em diệt một cái một, em nhỏ tuổi thiệt em diệt một cái một, mà em nói chuyện một cái mà lo mà cứng họng á, đạo mấy ông đạo đâu, mấy ông biết, mấy ông buông ra cái đạo Phật mới biết đạo Phật là đạo Phật gì không, nhiều loại Phật lắm đó, Phật La Tăng rồi Phật Đạt Ma rồi Phật này Phật kia đó, còn mấy ông Phật gì, mấy ông Phật tàn là mấy ông là dặm dấu dò trên bàn chân rồi mấy ông đi lấy tiền của người ta rồi xong về mấy ông đếm mấy ông được coi thử ngày nay được nhiêu 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 gì đó, rồi khi ta lại quay thì mấy ông nói mấy ông không có tiền, mấy ông không lấy tiền sao trước đó mấy ông không lấy tiền, mấy ông ăn bằng gì hả, mình cứ nói thật sự ra không ai mà bối mình hết trơn đó, không gì chứ. Còn cái bà mà chữ chữ chữ
dịu hăng mà dịu gì đó nha. Bà đó là em nói thiệt với anh luôn ha, cặp mắt của bà còn chẳng em móc luôn á. Rồi em nói thật sự chứ bà đừng có nói. Con mắt của bà bây giờ nhướng không lên nữa, giờ em lấy mắt bà ra rồi sao bà thấy được. Đưa cho cặp mắt chó vô cho bà coi. Trời ơi trời. Như Vũ Linh nè, cái bà lại bà cầm cái cây bà gõ bà kiếm đang câu lên mạng đang biết bà những cái chỗ nhà này này làm này nọ. Trời ơi trời, cái đó là cái bài đó quá trời cũ rồi. Em có nghĩ khi nào bà Diệu Hằng với ông Minh Đạo này là Minh Đạo ở Đồng Tháp là cùng một đồng môn mà. Em nói thật sự với anh luôn đúng không? Em chỉ ngồi tại nhà thôi, em khỏi cần đi đâu hết. Em chỉ biết bà làm ở dưới cái gì. Còn những cái người nào em làm em biết. Hỏi bà biết cái dòng em là dòng gì không? Nè để em gặp bà rồi em coi thử, hỏi bà thử rồi bà biết cái dòng em dòng gì không? Em khỏi cần nói gì hết chứ. Người ta đây là bên ngũ hổ mà người ta còn chưa nói một câu nào nên đây. Em nói thiệt cho anh em bức xúc lắm á. Em là sát ngũ hổ mà đâu sợ đâu anh. Rồi sợ bác ơi. Nhưng mà trời ơi, anh nói với em vậy nè, bây giờ nếu mà em đi qua gặp sư Minh Đạo ở Đồng Tháp rồi em đi qua mình em hay là đi với ai? Em đi một mình thôi. Đi một mình cũng không á, cái địa bàn của người ta đó đi một mình rõ không? Nè, một khi em đã nói em chấp nhận em đi là chấp nhận em đã sắp xếp xong hết được cái con đường em đi rồi. Em chẳng sợ, mình là người đúng chẳng sợ những gì hết. Đó, các giang hồ hay bất cứ những chuyện gì người ta cũng không bao giờ mà để bên những cái chuyện không đúng đâu. Bây giờ đó em nói anh gì đó, người ta là lấy cái chân lý ra tới nói chuyện chứ không phải là lấy cái chân lý ra mà để đi quýnh lộn quýnh lạo và đấu chiếu mà để điểm mặt nói cho ông biết. Đừng bôi bác ở Đồng Tháp. Ổng ở Đồng Tháp mà ổng bôi bác Đồng Tháp luôn thì đó là đâu đúng. Ảnh hưởng đúng không? Rồi vậy đó. Dạ. Ừ. Còn nè, như bà Vũ Ăn nè, bà nói bà là con à, bà nói bà con của trời. Nghe, mà để chờ đợi để bà, để coi thử ai trừng phạt bà. Sau này về địa ngục gặp em hết trơn à, em dám nói thật sự với anh đi luôn đó. Nhưng mà đó là em ở Đồng Tháp vậy đó, em biết rõ rồi cái ông Minh Đào ở Đồng Tháp đó không? Vì nói chung ra vì em không có tiết lộ này ra được. Không, có người đã không, cái đó em gửi chia sẻ là đó giờ có gặp ổng ở ngoài chưa hay là ổng đi tu lúc nào vậy đó, em cái đó em biết không? Nói chung ra là ổng tu đây thôi à. À chứ đừng có nói mà ổng tu hồi nào hết chứ á. Ừ. Trời ơi, ổng mà tu hành cái gì, ổng đang tu nói ra chuyện này chuyện kia, ổng làm chuyện này chuyện nọ mà còn cái đạo lý gì trên đời nữa. Ừ. Tại vì anh thấy những cái clip của cái ông Minh Đạo ở Đồng Tháp á, chủ yếu ông lên á là ông không có gì xảy ra Đồng Tháp, ông cứ canh người này người kia, là nếu mà ai mà nổi tiếng là ông cứ sao nói đúng không? Ừ. À, ông soi biết rồi, ông soi cặp mắt không y găng của bà Diệu Hằng luôn. Ừ. Nói anh nè, bây giờ anh mà chấp nhận anh đi tu, bây giờ trong lòng anh hướng gì Phật hay hướng gì vợ, bao nhiêu thôi? Đúng rồi, nếu mà mình đi tu còn phải buông bỏ hết thôi. Còn mình không nói tiếng mình đi tu, mà cả anh cũng vậy, mà cả em cũng vậy, không phải nói tiếng đi tu, đúng không? Mà cái tu của tôi là tu bằng trong cái lương tâm của tôi, tu gì làm đạo làm người thôi. Ừ. Đó chứ tôi không cần tu những cái gì mà nguyên cái thời thể của tôi tha bỏ ra. Đó em nói anh vậy là anh hiểu rồi. Còn con trai à, rồi xong rồi ổng đi ra ngoài ổng cưới vợ rồi ổng xin vô ổng tu lại. Đã có người ta từng nói là nói chung ra là người ta hiểu, người ta biết hết mà tại người ta không có nói ra. Anh hiểu không? Đó, những cái con ma tăng đó là triệt nó được cái chân. Em nói anh vậy đó, lập là được hết. Vậy là coi như là dầu dầu cái đội Đồng Tháp rồi, rằng ông Minh Đạo ở Đồng Tháp đó là người ta đều biết rõ rồi, cái ông ổng hết. Ờ, đúng rồi. Trời ơi, trời anh. Nè, để bà Vũ Ăn, lúc nào em lên em sẽ đi cho anh. Là bây giờ em muốn là làm là một lượt hai việc luôn. Tới gặp trực tiếp để mà, một là ông Minh Đạo ở Đồng Tháp, hai là với cô Vũ Ăn luôn. Rồi, em sẽ cho anh gặp. Mà khi em gặp rồi em sẽ cho bà biết cái đuôi của bà ló ra cỡ nào. Ừ. Rồi cho bà biết cái ngày nào bà tu rồi, cái ngày nào bà lưu đảo rồi, cái ngày nào bà bước chân vào cái gì cái tu này luôn.
cái đó người ta mới mới là chính xác là cái người ta ở trên ta xuống dưới ở dưới ta lên. Ừ. Đó chứ đâu phải mà em nói đâu nó bậy nó bạ gì ha, bôi bác hay cộng đồng hay làm này cái kia. Thờ này mà đâu phải như thờ hồi xưa nữa đâu mà mấy bà buông ra cái này. Tại vì cái đó mấy bà mặn mượn cái áo cà sa mà bà đưa ra mà cái lọng bà là tà ma quỷ quái không à. Ừ. Ngày nay người này lên vậy, ngày mốt người kia lên vậy, mấy bà lên theo. Lên đó là lên vậy. Để em lại em cho bà bắt em. Nè biết không, bà bắt dâm của em thử bắt được không? À. Nghe bà nói bắt dâm hay lắm phải không? Để coi thử cho bà bắt thầy của em thử được không? Em là dạ bên, em là bên đạo gì? Em là đạo Phật. Tại vì em ở đằng này là cái thân xác của em là hồi đó là cho hổ nuôi. Đó, rồi tới ngày em nay là ngày cúng nè, hôm nay là ngày cúng của hổ nè. Đó. Đó, hôm nay là ngày cúng của hổ luôn. Đó, em không có cho anh biết cái chỗ của em được, anh biết không? Một ngày em đi xuống dưới đó, em sẽ làm một công hai việc cho mấy anh luôn. Em có hỏi cái địa chỉ của ông Minh Đạo ở Đồng Tháp á, thì anh chỉ tới cái đoạn đó là em biết rồi. Nghe chỗ chợ Tân Thanh Mỹ hay gì đó. Dạ. Rồi tới đây ơi. Tới đây em hỏi ông Minh Đạo là vòng vòng đó ai cũng biết hết. Nhưng mà bình thường cái chỗ cái nhà của ổng là ổng không có mở cửa mà lúc nào ổng cũng khóa cửa là hết á. Ổng khóa kệ ổng không quan trọng. Em nói với anh thì không có quan trọng. Em đã chấp nhận em đã làm theo cái đó rồi. Em nói anh ở dưới một công tóc một hạt bụi em cũng làm ra được. Ừ. Em không làm thôi. Trời ơi ba, cái chuyện đó là văn lưới văn câu hay này cái kia là ổng có hết trơn mà. Chứ đâu phải không đó anh. Ừ. Rồi tới ngày ổng phát lên gì ổng mặn áo cà sa gì ổng bỏ ra gì ổng đi thì, là kiếm chỗ này chỗ kia chỗ nọ này chỗ nọ thôi chứ không có gì chứ anh. Đúng rồi. Tại vì biết sao không, hôm bữa mấy anh có xuống dưới gặp ổng một lần nhưng mà thấy ổng mặc áo như vậy đó. Nhưng mà sao mà trong nhà có vợ con đồ. Thường thường anh nghĩ đó, nếu mà người ta mà quyết định tới tu học á là người ta phải gác bỏ cái chuyện gia đình. Đúng rồi. Còn cái ông này ổng cũng có chia sẻ đó, ông nói là hàng ngày ông đi khách thực đó tại vì ông nuôi gia đình ổng đó. Cái đó ông cũng có nghe đúng không? Có nghe. Thì anh cũng sao nghe nói sai cái gì đó. Rồi anh ơi, bây giờ em cũng có khách rồi, bây giờ em gác ngang tới 5 phút nữa em điện anh em trao đổi với anh thêm ha. Rồi ok. Quý vị vừa mới nghe một cái đoạn video của một cái người khán giả. Thì cái người này người ta cũng chắc có lẽ người ta cũng dành về ông Minh Đạo ha. À, đi tu đó quý vị, đi tu mà lại còn có vợ có con mà lại còn này kia kia nọ thì không biết là đi tu kiểu gì luôn. Cái này thì cũng đâu có thua gì bà Nico Diệu Hân đó cả nhà, nhưng mà bà Nico Diệu Hân thì chơi cao tay hơn với ba đời chồng cơ. Ba đời chồng mà coi như là 8 đời hay là 80 đời mà có loại mà dạng như chồng bỏ rơi bỏ rớt á. Nếu mà bà mà tính ra thì không, chồng rơi chồng rớt thì không biết là bao nhiêu cả nhà à. Thì ông này cũng đâu thua kém. Hiện tại thì ông này cũng đang có vợ, đang có vợ con trong tòa là cái này gọi là tu tại gia đó cả nhà. Cái này gọi tu tại gia. Mà ông này thì em cũng nghe ông nói rồi, ông cũng nghe cái kiểu cái cách nói chuyện của ông cũng sân si lắm. Cách nói chuyện không giống một người tu hành, không có điềm đạm, quý vị ạ, không có điềm đạm. Nói chuyện mà giống như kiểu là hồng hồng hộ hộ vậy đó. Rồi thứ nhất với thứ hai nữa là cái cách nói chuyện là giống như kiểu cái lộn đó cả nhà. Y như cái lộn. Bà Nico Diệu Hân, bà ấy nói cái giọng điệu của bà ấy là biết là bà ấy xúc phạm Thầy Minh Tuệ đó. Nhưng mà cái giọng điệu của bà ấy thì bà ấy còn cái dạng là nói chuyện mềm mỏng, nói chuyện cái dạng như là không phải là mềm mỏng, nói mềm mỏng thì không đúng, nói nhỏ nhẹ, lúc trầm lúc bổng. À, nhưng mà còn ông này thì coi như là sao, ông này thì thôi rồi, ông chia sẻ mà giống như kiểu ông la lối ôm sùm luôn đó cả nhà, giống như kiểu cái lời nói của ông giống như kiểu là ông nói ông gắt lên á,
cái dòng điệu cái đó gọi là gì, giống như cãi nhau, giống như gây lộn ha. À, với thêm một cái ông mà cái gì Huệ Thuận đó, trời ơi ông đó thôi rồi cũng coi coi ông đó thì còn hơn là hàng cá và hàng tôm ha. À, cũng lên rồi mặc áo cà sa, ông đó là một với ông Minh Đào là hai với bà Nico là ba. Ba con người này đáng lý ra là phải tu ở trong một nhà, à, với ông Thích Mật Hạnh đó là bốn. Trời ơi sao giống nhau dữ trời, giống kỳ ra, nói chuyện gì đâu mà giống như cái lầu nó tu kiểu gì không hiểu luôn. Người thì ba chồng, người thì bốn vợ, người thì còn đang ở chung với vợ con mà tu. À, thí dụ bây giờ đây mình tu tại gia, mình có gia đình đấy, mình có vợ có con thì mình cũng làm sao mà mình tu á, đừng có lên mà cái dòng điệu mà dạng như là chia sẻ sân si á cả nhà. Đã đi tu là mình buông bỏ. Buông bỏ là sao? Là mình nói ra những cái lời nói là coi như là đừng, thứ nhất là không đụng chạm thứ hai. Thứ nhất là không đụng chạm thứ hai này. Thứ hai là không có sân si với ai hết. Ai muốn làm gì là ta lo ta tu đi, đúng không? Tại vì ông Minh Đạo với ông Huệ Thuận với bà Nico Diệu Hân, mấy người này gọi là tu tại gia chứ đâu làm sao mà đã thoát được cái cảnh mà gia đình. Bà Nico thì bà ấy, chồng bà ấy bỏ bà ấy hết rồi. Chồng bà ấy, chồng nào cũng bỏ của trai lấy người hết. Thằng nào cũng vậy, nếu mà cái tính cách của bà ấy như vậy thì không ở được với thằng nào thật. Không ở được với thằng nào ấy. Tại vì cái tướng mà dạng thứ nhất là cái tướng giống như sumo, thứ hai là ăn nhiều, thứ ba là cái dạng như là nói chuyện ngang ngược thì không có ông nào mà chịu nổi với bà ấy ha. Thì cho nên bà ấy bị ông nào cũng bỏ của cho lấy người hết. Nói chung là bà ấy có quỷ đó ở với bà được. Còn thằng cha Huệ Thuận với thằng cha Minh Đạo thì coi như là hai ông nội này thì thôi rồi ha. Tu mà có vợ có con, nghe nói ông Huệ Thuận cũng vậy, cũng có gia đình có vợ có con gì đó, rồi lên để nói thì sân si ha. À, cái ông cái thằng cha mà Mặt Thành á, thằng đó thì nó không công khai là có vợ nhưng mà nghe nói là có đứa con mười mấy tuổi đó ha. À, thì cái đó còn quá cha luôn, cái đó dạng như giả tu để mà đi vô trong đó mà khoác áo cà sa để mà coi như là lấy tiền cúng dường của người ta chứ tu gì mà tu. À, còn như cái hai cái ông sư thầy bị đánh á, thì hai ông đó thì coi như là có gia đình nhưng mà từ bỏ tất cả. Thì bây giờ hai ông này đi tu thì ở với nhau thuộc cái dạng như là nuôi nhau đó, đi cất thực rồi nuôi nhau, rồi đi cất thực về nuôi mẹ già nữa. Còn vợ con thì nghe nói là cũng thôi rồi. Còn ông Minh Đạo thì hiện tại vẫn đang ở với vợ với con. À, chiều mấy ông bà mấy bà này tu cái kiểu gì á cả nhà, em cũng không biết là tu cái kiểu gì á. À, thấy tôi người ta như vậy, người ta còn sân si, trong lòng còn sân si, trong lòng còn ganh ghét, trong lòng còn đố kỵ thì thôi ta đừng có đi tu, mặc chi chiếc áo cà sa lên để mà lừa đó. Mặc áo cà sa mới dễ lừa chứ không mà áo cà sa đeo cái dây chuối thì làm sao mà lừa được người ta được. Hả? À, cho nên tại sao mà nhiều người lầm với những cái con người mà giả tu. À, bà Nico Diệu Hân thì với nghe nhiều người cũng lên tiếng nói rằng đáng lý ra là phải để cho bà Nico lấy ông Minh Đạo làm chồng, hai chồng với nhau mới đúng. Tại vì hai cái người này xứng đôi ha, xứng đôi vừa lứa. À, có nhiều người ta nói như vậy. Nhưng mà nó nói là mấy cái người này là thuộc cái dạng như là cùng phái, cùng đồng môn. Cái dạng như là muốn ăn mà không muốn làm. À, muốn ăn mà không muốn làm. À, cho nên làm biếng lười lao động. Chứ cho nên mới khoác chiếc áo nhà tu lên để mà giả danh, giả nghĩa, để mà trục lợi kiếm ăn. Chứ mấy cái con người này tu cái gì cả nhà. Bà Nico Diệu Hân với ông Minh Đạo mà tu cái gì. À,
ăn nói thì coi như lấp ca lấp cất, không ra cái gì luôn. Bà Nicole thì cũng vậy luôn, thì bà này cũng nói cũng dặn như chơi chơi cháu cháu. Thì cái anh vừa nãy anh bức xúc, nói chung nhiều người bức xúc muốn tìm đến ông Minh Đạt, nhưng mà cái dạng như là người ta bức xúc mà người ta muốn gặp là người ta muốn gì luôn, bộc luôn. Nhưng mà do là cũng có nhiều người ta nói rằng là nếu như mà có đến tìm đến ông Minh Đạo hay bà Nico thì cũng từ từ nói chuyện, chứ cũng không nên này kia kia nọ mất công ảnh hưởng thì không tốt. Chẳng hạn như là tức quá nóng giận rồi đến dạng như cho ông nằm một đống, để thì làm như vậy thì nó đỡ tức cho mình, nhưng mà để sau này nó tránh cái tình trạng mà bà ấy với ông ăn vạ cái bắt đầu quay qua là cái mình bị mang họa vào bản thân ha. Thì dù sao ai có, thí dụ có tức cái chăng nữa thì cũng đến hỏi ra rồi tại sao xúc phạm Thầy Minh Tuệ rồi như này như kia, để xem là bà với thằng cha này là có dám hay không ha. Mình cứ đến mình hỏi đã, hỏi đàng hoàng đã, chứ đừng có dùng cái biện pháp này kia kia nọ mất công ra. Nó sẽ ảnh hưởng và liên quan rất chi là nhiều vấn đề. Còn bức xúc thì một phần nào đó mình cũng phải giữ cái giới hạn, đúng không cả nhà? Chứ còn bức xúc thì ai cũng bức xúc rồi. Cái cách nói chuyện của ông Minh Đạo với cái bà Nico Diều Hân thì thôi rồi. Với cái thằng cha Huệ Tuần đó cả nhà, đi tu mà cứ tối ngày lên nói xấu người này người kia. Không hiểu là mấy cái con người này đi tu kiểu gì để tính bôi bác bên đạo Phật chứ sao cả nhà. Bôi bác bên đạo Phật sao? Chứ đi tu đáng lý ra là đi tu là ít ra phải được cái tính cái nét giống như là thầy Pháp Hòa, rồi thầy Minh Tuệ, rồi thầy Minh Đạo, đúng không ạ? Thầy Minh Đạo ở dưới Vũng Tàu đó cả nhà. Thì coi như sao, mình phải học những cái người đó, người ta nói chuyện đi tu nó nói chuyện rất là điềm đạm. Một lời nói người ta phát ngôn ra phải nói là rất chuẩn mực, câu nào ra câu đó, rồi lời nói của người ta nói ra là coi như đúng như một vị chân tu. Còn đây thì nói chuyện giống như hàng cá với hàng cua thì không biết là tu cái kiểu gì. Cũng mong sao mà mấy cái con người này nếu mà cứ lên mà cứ cái tình trạng mà cứ đi xúc phạm người khác như vậy mà bản thân mình không lo tu, cũng hy vọng là có một ngày nào đó công an mời cái bà Nico Diệu Hân với cái ông Minh Đạt để mời lên để dạng như là làm việc theo cái dạng tại sao mà cứ lên mà cứ ăn xong cứ tối ngày xúc phạm người này xúc phạm người kia, và cứ tìm những cái người nổi tiếng hay xúc phạm, thế mới là chẳng hạn như thầy Minh Tuệ. Cho nên tại sao mà những cái con người mà tu giả rồi từ từ nó cũng lột mặt nạ, từ từ nó cũng lòi ra, sớm muộn nó cũng lòi ra. Ông Minh Đạo với bà Nico Diệu Anh thì coi như một cặp trời sinh luôn chứ còn gì. Tối ngày ăn xong chỉ có biết ra đi tìm kiếm những cái gì mà coi như là nổi tiếng để mà kiếm mía, để mà kiếm mía thì mới có tiền mà ăn. Chứ còn nếu mà không kiếm những cái người nổi tiếng thì ở đâu ra mà có mà ăn. Ông Minh Đạo ở dưới Đồng Tháp cũng thế. Ông nói tôi nói chuyện ra là nghe, trời ơi, em nói thiệt ra nghe ông nói chuyện không mà em thấy giống như kiểu ông nói chuyện xong cái clip đó giống như mình nghe giống như một cái đám mà coi như hàng cá với hàng tôm đi để dạng như cái nhau cái dạng vậy đó. Nói chuyện mà giống như cái lộn tu đeo trồng hạt, đeo dây cỗ, đeo cái dây sâu chuối đây này, rồi mặc áo cà sa màu vàng để bôi bác cái bên đạo Phật của người ta ra. Cái anh trai đó anh nói đúng á, thế nào anh cũng tìm đến thì anh cũng thế nào anh cũng làm việc với thằng cha này đi tu mà có vợ có con rồi ăn xong lên trên đó lên mạng xã hội tối ngày sân si thôi đi tu mà có vợ có con mà còn lên trên đó mà sân si được với ai? Bản thân mình không trong sạch, bản thân mình không ra gì, mình còn coi như là còn tè le hạt me cưới vợ có vợ có con, trời ơi
Tới giờ còn vợ con thì tu cái gì không biết luôn. Ban ngày tu, ban tối ăn mặn. Ban ngày ăn chay, ban tối ăn mặn. Rồi bà đi cô diệu ăn đến thế. Không đâu có thua kém. Nói bà thôi chồng ấy, chắc gì bà đã thôi chồng. Đúng cả nhà. Bà đó mà thôi chồng mới được là đó. Nhìn mặt bà ấy, cái coi như là một đống cái chữ giờ mà lấy đâu ra mà bà ấy tu, bà ấy mà tu được mới lạ, cái tướng tá bà như vậy bà tu được mới lạ, nên cái ông Minh Đạo với cái bà đi cô Diệu Anh đúng là một cặp trời sinh đó cả nhà, y chang luôn, một cặp trời sinh, sao mà giống nhau dữ trời, nói chuyện là giống như kiểu dân đầu đường xó chợ, tu sao ta phải học thầy Minh Tuệ, học thầy Pháp Hòa, học thầy Minh Đạo. Người ta đi tu, người ta nói câu nào chuẩn mực câu đó, nói câu nào cũng hay, nói câu nào cũng điềm đạt. Trời ơi, con đây cái gì đâu mà nói chuyện y như cái lộn đó cả nhà. Em nói thật á, mỗi lần nghe mà cái clip của ông Minh Đạo xong là em muốn tăng xong, em muốn coi như là muốn ứa gan, tăng xong cái đầu em muốn tăng xong. Trời ơi trời, nó tuyệt tình luôn. Đây có phải không là em nghe xong nó trời, đây có phải tu không, hay là đây là đi cái lộn chứ đâu phải tu. Thằng cha đó, thế mà người ta đến người ta hỏi là cũng từ chối y chang bà Nico Diệu Anh, cũng từ chối luôn, lại kêu là không dám nói là tại Minh Tuệ cái gì hết, không xúc phạm cái gì hết, chỉ gọi là chia sẻ cái, giống như cái lộn chia sẻ thì ta chia sẻ điềm đạm, chia sẻ bình thường. Tại Minh Tuệ đâu có ăn hết cái nồi cơm đền ông đâu mà ông chia sẻ giống như cái lộn, giống như kiểu dành ăn. Tại Minh Tuệ đâu có làm gì, đúng không cả nhà? Thì cái gì nó có để từ từ. Tại Minh Tuệ chả có đến đó mà xin ông cái gì hết, để mà xin ông một miếng ăn, hay là khất thực ông một miếng ăn để cho ông lên mà ông xúc phạm thầy. Đấy là còn không dành cái nồi cơm của ông mà ông còn cỡ đó đó. Chứ mà dành cái nồi cơm của ông chắc, mà cái chùa am của ông với cái am của bà Nico Diệu Anh thì cái kiểu dạng như giả tạo để mà trục lợi chứ chùa gì mà chùa. Cha mấy cái con người đó mà chùa gì bê bối ở ngoài xã hội, giống như cái bối nhồng nhông á, y như là cái dạng như cái bối giác. Cái đời tư có ra cái thể thống gì đâu mà cứ tối ngày mặc áo cà sa lên cái giọng điệu Phật Pháp tối ngày, nghe thấy mà nó ê chề chán trường. Em nói thật á, mấy cái người mà giống như ông Huệ Thuần này, ông Mật Thạnh này, với ông Trân Quang này, với ông Nhuận Đức này, với mấy thằng cha này là có thể chỉ làm bôi bác cái đạo Phật. Ông Minh Đạo cũng vậy luôn, chỉ làm bôi bác Minh Đạo Phật ấy. Chứ mấy cái con người này ông có làm được cái gì mà để cho cái nền đạo Phật mà coi như càng ngày càng đi lên. Có những cái con người này xuất hiện bên đạo Phật, nó coi như là làm cho cái màu áo cà sa nó coi như nó giảm đi. Nó không còn một cái gọi là một cái sự nghiêm trang cũng như là 100% tuyệt đối. Tại mấy thằng cha này mượn áo cà sa bên áo nhà Phật thì bắt đầu khoác lên người, thế là đâm ra nhìn vô mấy thằng cha này là người ta lại nhìn nó vô chiếc áo màu nhà chùa là coi như là người ta không còn cái độ tin tưởng ở bên đạo Phật nữa. Mấy thằng cha này làm ra ba cái chuyện đó không, đi tu mà sân si, rồi coi như là tối ngày ăn xong đi lên sân si, sân si không à, làm như kiểu không sân si không chịu được hay sao á. Cho nên là ông Minh Đạo với bà Nico Diệu Anh đúng là thật sự là hai người này là một xuồng với nhau luôn, không sai một tí nào luôn. Thì tới đây em cũng xin phép quý vị xin kết thúc video, xin hẹn gặp lại quý vị và những video mới. Xin chúc quý vị có nhiều sức khỏe và luôn luôn là ủng hộ cho anh GVlog. Thì quý vị khán giả nhớ anh và nhớ ủng hộ cho anh GV một cái like, một cái đăng ký kênh, để tiếp tục là sẽ chờ những video mới. Quý vị khán giả để lại những phần bình luận về cái ông sư Minh Đạo cũng giống như bà Nico Diệu Hân, có phải là một cặp song mã, phải nói là quá đẹp đôi hay không, về kể cả về cái bản chất cũng giống như là cái ngoại hình. Thì quý vị khán giả cứ để lại những phần bình luận ở dưới comment, em sẽ cố gắng ghi nhận những cái đóng góp ý kiến của quý vị.
và sẽ luôn luôn mang đến những cái video mới cho cả nhà. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những video mới. Xin chào quý vị.